Thưa quý vị, nhằm góp phần bảo tồn quảng bá không gian di sản của thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng lịch sử thành phố vừa đưa vào vận hành thử nghiệm robot Batalis. Đây là một bước tiến trong hành trình chuyển đổi số và sử dụng di sản trong dạy và học tại các bảo tàng. Vậy chú robot này có đặc tính gì nổi bật? Hãy cùng trải nghiệm trong ghi nhận sau đây. Bắt đầu hành trình vượt dòng thời lâu đời nhất là di tích kiến trúc nghệ thuật nhà sáng danh tiếp vào nhà trị vào năm 10. Nó cho con và các bạn chơi một trò chơi và trong đó nó có những câu hỏi liên quan đến lịch sử thì con cảm thấy nó rất là hay. Đây là lần đầu tiên em được tiếp xúc với công nghệ AI gần đến như vậy. Được trải nghiệm cùng robot Banatis này thì em cảm thấy rất ấn tượng bởi vì nó có một kho tàng kiến thức về lịch sử khổng lồ. Ngày hôm nay khi nhìn các bạn trải nghiệm với nhân vật robot thì thấy được rõ sự thích thú cũng như là cái sự hào hứng của các bạn, khơi gợi được cho các con tình yêu với bộ môn. Và đó cũng chính là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm của công tác dạy học, nhất là trong bối cảnh mà chuyển đổi số như hiện nay. Thưa quý vị, và ngay sau khi trải nghiệm với các câu hỏi lịch sử của robot Batalis thì các em học sinh sẽ được đi tham quan trực tiếp các hiện vật mà robot đã giới thiệu. Đây là hình thức tiếp thu kiến thức một cách trực quan sinh động, tạo được hứng thú tìm hiểu lịch sử cho các em học sinh. Hiện tại thì robot vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Sắp tới thì Bảo tàng lịch sử thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các trường học để cập nhật những kiến thức phù hợp với các đối tượng khách tham quan. Chúng tôi muốn đa dạng hóa những cái hoạt động trưng bày của bảo tàng và giới thiệu những cái di sản văn hóa qua những cái chuyển đổi về mặt kỹ thuật số để tạo được cái sự đa dạng và phong phú, thu hút khách tham quan, rồi thu hút các em học sinh đến với bảo tàng, đến với di sản và đến với cái môi trường giáo dục truyền thống văn hóa của dân tộc. Cùng với robot Batalis, Bảo tàng lịch sử thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thực hiện số hóa hầu hết các hiện vật, cũng như tiến hành xây dựng và hoàn thiện một bảo tàng ảo trên website để giúp người dân và du khách có thể tiếp cận với các di sản, tìm hiểu về lịch sử văn hóa người Việt từ xưa đến nay một cách dễ dàng và thuận tiện hơn.